Hello, xin chào toàn thể các cô chú anh chị em nhá. Xin chào mọi người đã trở lại với khu vườn ao chuồng của em Tú nha. Đấy, hôm nay các cô chú anh chị em có thấy cái gì khác biệt không ạ? Em đã giải phóng hết mặt bằng cái chỗ này rồi nha. Đấy, bắt đầu là giải phóng hết những cái cây chôm chôm. Một số những cây chôm chôm thì vẫn để lại để ăn này. Đấy, đây là cái bọn sầu riêng con cũng đã nuôi lên một cơi đọt rồi. Đấy, chuẩn bị sẽ xuống giống mới ở đây. Đấy, riêng tất cả cái khu này thì em trồng 98 nhá. Tất cả chỗ này thì nói chung là nó chỉ được tầm 50 cây thôi. Đấy, 50 cây sầu riêng là cứng, còn đâu là một số những cái cây ăn trái khác như cây xoài, cây bưởi, cây hồng xiêm, cây nhãn rồi là cây chôm chôm. Đấy. Đấy thì sau một vài năm, gần 2 năm là phụ thuộc vào người làm và phụ thuộc vào rất nhiều những cái hoàn cảnh xung quanh. Đấy, thì cái khu vườn của em thì vẫn phải tái tạo lại. Đấy, đây là một cái bài học rất là xương máu cho toàn thể các cô chú anh chị em nào mà muốn đang làm vườn, mà muốn thuê người và muốn gọi là thế nọ thế kia. Đấy, em cũng nhận được rất nhiều những cái ý kiến của nhiều anh chị em rằng là bảo là thuê người không đúng người, hoặc là thuê người nó không đúng cái vai trò. Đấy, không phải đâu. Đây là một cái tình hình chung nhá. Đấy, mọi người cứ đi hỏi 10 anh em thì đến 8-9 anh em là người ta sẽ trả lời cho các cụ chú anh chị em. Đấy, những cái cây trồng lại này, chăm lại này. Đấy, toàn bộ. Đấy, hai vợ chồng lên mô lên gốc này. Đó. Ở đây thì sau khi cắt chôm chôm nhá, sau khi cắt chôm chôm lên thì em vẫn có những cái mô đất. Và sau này những cái chỗ này thì em cũng sẽ lên mô giống y đúc như là cái cây này. Đó, lên mô y đúc như những cái cây này. Và đây là lần cải tạo. Phải nói là ồ, xa xa có một chú chim cu kìa. Đấy, mọi người thấy nó đang ăn đất không? Đây, 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 nó đây này. Đấy, rất là thiên nhiên. Thì đây là cái lần cải tạo thứ 3. Đấy, trong khi mà sau khi mà em có những cái công việc ở nhà và em cải tạo lại đó, thì cây cối thì nó nói chung là nó cũng chưa được gọi là màu mỡ cho lắm, nhưng mà nó nói chung là cái khu vườn này là cải tạo nhiều nhất. Đấy, khu vườn ở bên trên mương cây của em thì là gọi là khu vườn phục hồi. Đấy, đây tất cả những cái trụ điện và cái cột điện này của em ấy, thì tại sao là em bỏ nó đi? Đấy, tại vì là ở bên bờ rào bên này thì một số nói chung là những cái thành phần ăn trộm ăn cắp vật, hoặc là ăn trộm ăn cắp những cái thứ lớn và thứ nhỏ, thì nó hay nhảy qua cái hàng rào B40 này, mét 6. Đấy, thì nó sang bên này để không biết nó ăn trộm cái gì. Đấy, một là dây xịt thuốc, em thì em vẫn chưa bị mất cái gì cả, nhưng mà rồi nó sẽ cắt bên kia hàng rào, nó sẽ sang bên vườn bên này. Đấy, thì có một cái trường hợp sự cố rất là hy hữu, thì cách đây khoảng tầm 2-3 vườn sầu riêng thì cách nhà em khoảng tầm 100 mét, chưa đến 100 mét đâu. Đấy, vài chục mét thôi, khoảng tầm 50 mét. Đấy, thì cũng ở bên mé nhà đấy thì nó đẽo vỏ của 17 cây sầu riêng. Đó. Thì đây là một cái việc rất là đáng buồn. Đó, cho nên là tất cả những cái đường điện với cả cái điện wifi này này em phải cho đi âm hết. Đấy, cho đi âm hết luôn. Đấy, chắc chắn 100%, và kể cả cái hệ thống bếp này lắp lại này. Hôm nọ thì em cũng có nói với các cô chú anh chị em là phải nắp 3 bếp như thế này. Đấy, ngày trước nắp một bếp cây lớn. Đấy, sau rồi phải nắp 3 bếp. Thì thôi chúng ta cứ lắp như thế này. Đấy, sau này một bếp ở gần gốc ấy, thì là để cho nó lên trên ngọn. Đấy, nó cao như thế kia để lên trên ngọn để tưới, gọi là tưới phủ. Tưới gọi là giải nhiệt mùa nắng, với cả phòng chống nhện đỏ và những cái con nó chích hút vào mùa nắng. Đấy, còn đâu phải, nói chung nhiều người bảo là mắc lên đấy luôn để xịt thuốc. Đấy, xịt thuốc bao trùm. Thì nói chung cái vấn đề xịt thuốc đó ấy, thì nó cũng có ích đấy. Nhưng mà theo em thì vẫn nên phải sử dụng bằng sức người thì nó sẽ kỹ càng hơn, và cái cây của mình thì nó sẽ ok hơn. Đó. Này, những cái cây này, những cái cây cải tạo lại rất là đẹp. Đấy. Những cái cây này thì nó được trồng mới. Có cây thì 3 tháng, có cây thì 2 tháng nhá. Những cái cây này như cây này 2 tháng này. Như những cái cây đằng kia là 3 tháng này. Đấy, những cây đằng kia 3 tháng, cây trồng rậm đấy. Đấy, nhưng còn những cây này là 2 tháng này. Thì tất cả toàn bộ chỗ này là trồng mới hết. Mấy chục cây này là trồng mới hết. Đấy. Thì mọi người
nhiều các cô chú anh chị em hỏi em rằng là Tú không trồng những cây khác à? Thì em có trồng những cây khác nhé. Đấy, có trồng rất nhiều những cây khác nữa. Đấy, nhưng mà sau rồi thì em sẽ quay và em sẽ giải thích cho các cô chú anh chị em sau. Đấy, nhiều các cô chú anh chị em cũng muốn tham khảo em về cái hệ thống bếp. Nhưng mà cái hệ thống bếp thì phải xin thưa với các cô chú anh chị em là mỗi vùng ấy thì mọi người sẽ có những cái cơ cấu máy móc nó khác nhau, cho nên là nắp bếp nó cũng đồng thời nó cũng khác nhau lắm. Chứ không phải là chỗ nào cũng nắp giống chỗ nào đâu các cô chú anh chị em nhé. Đấy, ở đây thì nói chung là em thường thường là vườn của em nó nhỏ ấy, với cả cây nó ít thì em đi ống 6. Ống 6 ra ống 34. Đấy, 34 xong ra 27 luôn. Đó. Đây, ống 6 cái. Em đây là em sơ cua hai máy nhá, một máy dầu và một máy nằm 3 kg. Đấy, 3 HP. Cái máy dầu này thì là 15 HP. Đấy, tải bằng ống 6. Ống chõi của cái máy dầu này là ống 8. Ống ra là ống 6. Đấy, tất cả ra 6, khóa 6 hết. Và ra 34, 34 ra 27 thì em thấy rất là mạnh. Còn đợt trước là em ra là toàn bộ 6 ra 21, cho nên là nó rất là yếu, mặc dù máy của mình rất là mạnh. Đây là một cái thùng phân này. Đấy, cái thùng phân này thì được nối cái vòi này nối trực tiếp với cái máy nằm ngang kia để chúng ta vừa hút nước vừa hút phân luôn. Đấy, để tưới. Đó, thì các cô chú anh chị em ở vùng của mọi người ấy, thì mọi người có trồng cây ăn trái hay các kiểu thế nọ thế kia ấy, thì các cô chú anh chị em có thể là tham khảo. Đấy, chứ còn em thì chỉ làm những cái gì mà em tập hợp và tích góp lại thì em cảm thấy đúng trên trong cái khu vườn của em thì em làm. Nhiều khi tư vấn cho các cô chú anh chị em thì nó cũng không được gọi là chính xác hoàn toàn 100% đâu, tại vì đây là toàn là đi chấp nhặt lại để lấy rồi là cái tư duy và cái ý kiến của mình thêm nữa để mình làm thôi. Chứ còn mà bảo mà chỉnh chu hay là khoa học hoàn chỉnh thì có lẽ là phải đợi một thời gian dài để trải nghiệm thì chúng ta mới có được những cái sự quy củ đó. Nói chung là cái khu vườn thì nó sẽ, nếu mà mình quan tâm đến nó ấy, thì nó sẽ không bao giờ là xấu đi đâu. Đấy, nó càng ngày nó càng nâng cấp lên thôi. Đấy, thì các cô chú anh chị em đón chờ nhé. Em trồng hết cái bọn này xong rồi em chăm một thể luôn. Đó, thì các cô chú anh chị em sẽ thấy là cái những cái bước đường của nó sẽ như thế nào. Đó. Rồi, cũng rất vui để chia sẻ cho các cô chú anh chị em. Đấy, ở bên này thì em cũng lắp ép luôn. Đấy, nói thật là cái công cuộc lắp ép đây này. Đây là những cái bếp cũ này. Đấy, tàn dư đấy. Cái năm đó thì nói chung là cách đây 3-4 năm về trước ấy, thì nói chung nó cũng chả sót đâu. Em lắp thì nó mất và rơi vào khoảng tầm trên chục triệu một tí. Nhưng mà lần này lắp thì rơi vào khoảng tầm riêng tiền vật tư không ấy, toàn đồ ngon và đồ đẹp, đồ đắt không ấy, đồ tốt không ấy, thì nó rơi vào khoảng tầm 60 triệu. Đấy, 60 triệu có dư. Còn về công cán ấy, thì nó cũng rơi vào khoảng tầm mười mấy triệu đổ lại. Đấy, đấy thì nó cũng ngốn gần 100 triệu rồi. Với cả máy móc này, máy móc rồi các kiểu nó phát sinh, ống đồ các kiểu rồi là cái bình kia nữa. Đấy, thì nó cũng rơi vào khoảng tầm 100 đấy các cô chú anh chị em ạ. Đấy, cái máy, riêng cái máy này thôi là đã gần chục rồi. Cái máy này 10 năm nữa này. Đấy, nó rất là nan giải với những cái công việc mà gọi là làm nông nghiệp. Đấy, những các cô chú anh chị em nào không hiểu thì cứ bảo là ui dồi ôi, làm thế thì đầy tiền các kiểu. Nhưng mà thật sự thời điểm hiện tại là thời điểm chưa thấy tiền. Thời điểm vẫn còn đang đầu tư, và đầu tư phải dài hạn. Đó là đầu tư ít nhất phải 3 năm cho đến 5 năm. Đấy, thì chúng ta mới có những cái kết quả và những cái thành quả được. Chứ nó không phải giống như là mấy cái cây như cái cây cóc Thái này trồng 1 năm là có quả. Đấy, những cái cây này là những cái cây nó đặc biệt. Và còn để chăm cho nó để ra quả được ấy, thì nó mới gọi là hóc búa, chứ không phải là cứ chăm là có quả, chăm là được ăn đâu. Đấy, thì các cô chú anh chị em chắc là cũng hiểu, mọi người ai đã va chạm thì chắc là cũng hiểu. Còn về cái việc mà cái vườn của chúng ta ấy, tại sao em hay nói với các cô chú anh chị em là chúng ta không nên thuê người làm, nếu chúng ta có công làm thì chúng ta làm. Còn tại sao không nên thuê người làm, nếu thuê người làm thì chúng ta phải giám sát được nó, người giám sát được họ và phải đi theo họ, chỉ bảo họ thì nó sẽ chắc ăn nhất. Còn mà để thả cho họ làm ấy thì các cô chú anh chị em thực sự không lên. Đối với cá nhân bản thân em đã từng nhận rất nhiều những trái đắng. Đây, vụ mới nhất chôn ống bếp nhé. Đây là
cái bên mặt này của em, thì từ đây lên đến đỉnh đồi là em giám sát thì chôn rất là tốt, nhưng mà từ đỉnh đồi xuống dưới suối đấy là nó vượt qua gần cái dãy núi kia. Em nói thật với các cô chú anh chị em, hôm nay hai vợ chồng đi để xịt thuốc cỏ ở dưới đó rất là chán đời luôn. Đấy, các cụ có câu mà vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm, mà là cái câu đó là chính xác hoàn toàn 100% luôn. Không có mình phát là chôn chiếc là nó lập bập, rồi nhìn nó nham nhở như chó gặm luôn, như mèo cào gà bới luôn. Đó, thì các cô chú anh chị em không phải nghĩ xấu với họ đâu, nhưng mà thực sự là như thế. Đội nào cũng thế thôi, không phải là cố định một người, gọi rất nhiều người, gọi rất nhiều chỗ. Mọi người nhá. Đây, bên vườn ông bên này. Đấy, xịt. Xịt mà đến nỗi mà ông không chịu được, ông phải đi xịt, mà trong khi đó là ông cũng rất là mệt đấy nhá. Đấy, thuê đấy, thuê bằng tiền đấy, 800.000 đấy. Gần nếu mà một buổi sáng thì người ta sẽ lấy là 500. Đấy. Còn mà cả ngày thì người ta lấy 800. Đó, mà còn không chịu được còn phải đi xịt, xịt xong rồi nó cắn te tua tùm lum tà la luôn. Cho nên là không phải ghét những người làm đâu. Thật sự những anh chị em nào mà đang có cái công việc mà đi làm thuê ấy, cho những cái người ở trong vùng Tây Nguyên và những các chủ ấy, thì các cô chú anh chị em nào làm tốt rồi thì thôi, còn một số những các cô chú anh chị em nào mà chưa tốt ấy, thì em nghĩ là mọi người nên có những cái gọi là suy nghĩ lại. Đấy, nói chung là nghề sẽ nuôi người. Đấy, và người ngược lại sẽ nuôi nghề. Đấy, các cô chú anh chị em có tâm người ta sẽ gọi nhiều. Đấy, các cô chú anh chị em có tâm đi làm cho người ta thấy tận mắt, thật tâm thật tình, người ta gọi các cô chú anh chị em liên tục, có khi người ta bao tháng cho các cô chú anh chị em luôn. Mọi người không bao giờ sợ là mọi người hết việc, hết công việc làm và hết tiền. Em nói thật sự luôn, nếu mà những người mà có tâm. Còn các cô chú anh chị em nào làm mà để gọi là lương tâm không bằng lương tháng, đấy, thì các cô chú anh chị em sẽ nhận lại những cái hậu quả. Người ta cũng chỉ gọi mọi người một lần hai lần thôi, như em đây như thế thôi. Em vấp phải em chỉ gọi mọi người lần hai lần thôi, không bao giờ có lần thứ ba. Đấy, con người mà đối xử với nhau tốt thì còn đến, lui đến với nhau nhiều, còn đối xử với nhau không tốt thì thôi. Đó, cho nên là các cô chú anh chị em cũng cần phải có cái thái độ, nhìn lại cái thái độ và cái công việc của mình. Rồi, video em xin chia sẻ vui với mọi người về cái khu vườn của em nha. Khi nào trồng cây xong thì em lại quay và chia sẻ với mọi người sau nha. Xin chào và gặp lại các cô chú anh chị em ở những video clip tiếp theo nha.